Phần 2. Động tác trao nhận thưởng, danh hiệu, vinh dự nhà nước, Bộ Quốc phòng và Huân Huy chương Trao nhận thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước, Bộ Quốc phòng và Huân Huy chương thường được tiến hành trong các hoạt động nghi lễ, sơ kết, tổng kết nhằm ghi nhận sự đóng góp của cá nhân đơn vị, tôn vinh biểu dương các gương điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua. Thành phần tham gia trao nhận thưởng gồm Người trao, người nhận, người phục vụ, tùy theo từng trường hợp mang mặc quân phục đúng quy định. Trong các buổi lễ mặc theo quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội, các trường hợp khác mặc quân phục thường dùng theo mùa, đội mũ, người phục vụ nếu là nữ có thể mặc áo dài. Động tác trao nhận thưởng Động tác cơ bản của từng người Động tác cầm phần thưởng của người phục vụ thứ nhất Phần thưởng là cờ thưởng Hai tay cầm cán treo cờ Hai bàn tay úp cách nhau 40cm mặt cờ thưởng hướng vào người trao thưởng. Phần thưởng là các loại bằng có khung. Hai tay cầm hai cạnh bên, mặt loại bằng, giấy khen, hướng vào người trao thưởng. Phần thưởng là các loại huy chương có dây quảng cổ. Hai tay cầm phía trên dây quảng cổ, cách nhau 20cm, mặt huân huy chương hướng vào người trao thưởng. Động tác bê khay đựng phần thưởng của người phục vụ thứ hai. Hai tay nâng khay đựng phần thưởng, hai cánh tay trên khép sát sườn, Hai cánh tay dưới song song, vuông góc với hai cánh tay trên. Kích thước khay đựng phần thưởng 40 x 60 cm. Trên khay phủ vải đỏ, khung bằng đặt ngửa, cạnh trên khung bằng hoặc cán cờ nằm phía trong, sát với người bê khay. Động tác cầm phần thưởng của người trao thưởng. Phần thưởng là cờ thưởng. Hai tay cầm giữa cán cờ, hai bàn tay úp, hổ khẩu tay hướng vào nhau, cách nhau 15 cm, mặt cờ thưởng hướng vào người. Phần thưởng là các loại bằng có khung. Hai tay cầm ở giữa hai cạnh bên của khung, bốn ngón con ở phía sau bằng, ngón cái phía trước, mặt loại bằng giấy khen hướng vào người. Phần thưởng là các loại huy chương có dây quảng cổ. Hai tay cầm phía trên dây quảng cổ, hai lòng bàn tay úp cách nhau 20 cm, mặt huân huy chương hướng vào trong người. Động tác cầm phần thưởng của người nhận thưởng. Phần thưởng là cờ thưởng, khi cầm hai tay co lên Hai cánh tay dưới vuông góc với hai cánh tay trên, hai bàn tay úp, hổ khẩu tay hướng vào nhau cách 40 cm, cầm cán treo cờ, nếu là cờ nhỏ có thể cầm ở hai đầu cán treo cờ. Phần thưởng là các loại bằng có khung. Hai cánh tay trên khép sát sườn, hai tay dưới hơi co lên, hai bàn tay ngửa nắm cạnh dưới của khung, bốn ngón con khép lại bên ngoài, ngón cái ôm choàng cạnh bên khung bằng Trường hợp nhận các loại quà tặng có thể vận dụng một số cách cầm như hộp gói loại to, hộp gói loại nhỏ, túi đựng mỏng, tranh ảnh có khung quá cỡ hoặc vật thể cỡ lớn. 2. Động tác trao nhận. Người nhận lên vị trí nhận thưởng. Người trao lên trao thưởng. Người phục vụ ra vị trí, người phục vụ thứ nhất đứng ở bên trái người trao thưởng, cách khoảng 70 cm, người phục vụ thứ hai đứng bên phải phía sau người phục vụ thứ nhất cách khoảng 70 cm. Người nhận thưởng giơ tay chào, người trao chào đáp lễ xong, bỏ tay xuống, mới được bỏ tay xuống. Người trao bắt tay, người nhận thưởng đưa tay phải ra bắt. Người phục vụ thứ nhất lấy phần thưởng ở trong khay đựng phần thưởng, chuyển cho người trao. Người trao lấy phần thưởng, trao cho người nhận. Người nhận đưa hai tay nhận phần thưởng, nhận xong hướng phần thưởng về phía đơn vị. Trao xong, người trao đứng bên phải người nhận chụp ảnh lưu niệm. Trường hợp cách trao Số lượng người nhận thưởng ít, dưới 20 người, trao thành một đợt hoặc nhiều đợt. Một người trao Người nhận thưởng lên vị trí, đứng nghiêm, quay xuống đơn vị, giãn cách của hai người đứng giữa khoảng 1,5 mét. Người trao trao từ phải qua trái. Trao xong đứng vào giữa đội hình chụp ảnh lưu niệm. Hai người trao sử dụng hai tổ phục vụ. Người nhận thưởng lên vị trí, đứng nghiêm, quay xuống đơn vị giãn cách của hai người đứng giữa khoảng 2 mét. Hai người trao từ hai đầu vào giữa. Trao xong đứng vào giữa đội hình chụp ảnh lưu niệm. Số lượng người nhận thưởng nhiều, trên 20 người, trao thành một đợt hoặc nhiều đợt. Mỗi đợt người nhận đứng thành 2 đến 3 hàng ngang nhận thưởng. Người nhận lên vị trí, đứng thành 2 hoặc 3 hàng quay xuống đơn vị. Người trao trao hết hàng thứ nhất, Hàng thứ nhất, 1 phần 2 quay bên phải, 1 phần 2 quay bên trái, đi vòng về, đứng sau hàng cuối. Cứ như vậy, trao hết hàng cuối cùng. Người trao đứng vào chính giữa hàng, chụp ảnh lưu niệm. Trao, nhận thưởng, có chụp ảnh lưu niệm riêng từng người. Người trao lên vị trí, quay xuống đơn vị trong hội trường. Trao lần lượt từ người đầu tiên đến người cuối cùng. Người nhận lần lượt lên nhận thưởng, nhận xong qua phải một bước tiến ngang hàng với người trao quay đằng sau đứng bên trái người trao chụp ảnh lưu niệm chụp ảnh xong về vị trí trao nhận ngoài trời người nhận lên vị trí đứng quay lên khán đài trao và nhận thưởng xong người trao và người nhận quay xuống đội hình đơn vị chụp ảnh lưu niệm trừ khi trao một đợt thành nhiều hàng hoặc người trao đứng tại vị trí trao lần lượt từ người Động tác trao nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, bộ quốc phòng và huân huy chương. Thành phần, đội hình, trang phục, trang bị. Thành phần, đội hình. Các thành phần nhận thưởng đứng thành một hàng ngang quay xuống đơn vị trong hội trường, quay lên khán đài ngoài trời, theo thứ tự từ trái qua phải. Tổ quân kỳ, người giữ quân kỳ là phó chỉ huy đơn vị. Người chỉ huy đứng cách tổ quân kỳ 1,5 mét. Chính ủy, các cấp phó nếu có trang phục trang bị theo quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội. Động tác cầm bằng huân chương cờ thưởng của người chỉ huy và chính ủy. Cầm bằng, người chỉ huy tay phải cầm khung bằng phía dưới sát cạnh bên trái, tay trái cầm giữa khung bằng bên trái. Chính ủy, tay trái cầm khung bằng phía dưới sát cạnh bên phải, tay phải cầm giữa khung bằng bên phải. Cầm bằng và cờ. Người chỉ huy cầm bằng, chính ủy cầm cờ. Một số điểm thay đổi mới được thống nhất trong tập huấn lần này. Vị trí tay cầm cạnh dưới bằng huân chương của người chỉ huy chính ủy. Người chỉ huy đứng bên phải tổ quân kỳ, các cấp phó tham gia nhận thưởng nếu có. Người phục vụ nhận bằng cờ đặt lên giá huân chương thay người chỉ huy chính ủy. Động tác của tổ quân kỳ và chỉ huy đơn vị. Khi có khẩu lệnh, tổ quân kỳ vào vị trí. Tổ quân kỳ thành một hàng dọc vào vị trí quy định. Người vác quân kỳ xuống quân kỳ tổ quân kỳ chuyển thành hàng ngang quay xuống đơn vị trong hội trường người bảo vệ quân kỳ tự động điều chỉnh giãn cách chỉ huy đơn vị lên vị trí đón nhận thưởng đứng thành một hàng ngang bên phải tổ quân kỳ công bố quyết định khen thưởng người giữ quân kỳ nâng quân kỳ người bảo vệ quân kỳ chỉ huy đơn vị đứng nghiêm công bố xong người giữ quân kỳ xuống quân kỳ gắn huân chương lên quân kỳ người trao lên gắn huân chương. Khi người trao cách tổ quân kỳ khoảng 3 mét, người giữ quân kỳ nâng quân kỳ, chỉ huy đơn vị quay nửa bên trái hướng về quân kỳ. Người trao chào quân kỳ, chỉ huy đơn vị thực hiện động tác giơ tay chào quân kỳ. Người giữ quân kỳ hạ thấp quân kỳ vừa tầm gắn. Người trao gắn huân chương lên quân kỳ. Người trao gắn huân chương xong lùi một bước. Người giữ quân kỳ nâng quân kỳ, người trao chào quân kỳ, người trao thôi chào, chỉ huy đơn vị thôi chào, quay về hướng cũ, người giữ quân kỳ xuống quân kỳ. Trao bằng huân chương. Người trao nhận bằng huân chương từ người phục vụ, trao cho người chỉ huy. Trường hợp có cả bằng và cờ thì trao bằng cho người chỉ huy, trao cờ cho chính ủy. Sau đó, đi bắt tay lần lượt các chỉ huy khác của đơn vị người chỉ huy chuyển bằng cho chính ủy cùng cầm. Bắt tay đến người cuối cùng, người trao về đứng giữa tổ quân kỳ và chỉ huy đơn vị, chụp ảnh lưu niệm. Kết thúc trao nhận, chụp ảnh lưu niệm xong, người trao về vị trí hoặc ra vị trí buộc phát biểu, người phục vụ ra vị trí bên trái người chỉ huy, nhận bằng huân chương, đặt lên giá để bằng. Khi có khẩu lệnh, tổ quân kỳ về vị trí, tổ quân kỳ tiến hai bước, quay bên phải, chuyển thành hàng dọc, người bảo vệ quân kỳ tự động điều chỉnh cự ly, người giữ quân kỳ vác quân kỳ. Tổ quân kỳ rời khỏi vị trí, chỉ huy đơn vị thực hiện động tác giơ tay chào khi quân kỳ đi qua trước mặt. Quân kỳ rời khỏi, chỉ huy về vị trí. Trao nhận ngoài trời Trao nhận ngoài trời, đội hình tổ quân kỳ đi lên và về thành hàng ngang. Đội hình nhận thưởng quay lên khán đài. Trao nhận thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước, bộ quốc phòng và huân huy chương diễn ra thường xuyên trong hoạt động nghi lễ hoặc sơ tổng kết của các cơ quan đơn vị hàng năm do đó chỉ huy các cấp cần nắm chắc các bước động tác trao nhận thưởng bồi dưỡng thống nhất các thành phần tham gia trao nhận thực hiện đúng động tác và các bước để các hoạt động trao nhận thưởng diễn ra trang nghiêm chính quy